Ngay sau khi có nghị quyết 01 NQCP của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 32 QDBCT phê duyệt chương trình hành động của ngành công thương thực hiện nghị quyết 01 NQCP nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội và Chính phủ giao cho ngành. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, các nội dung quan trọng đề ra các giải pháp trọng tâm cần tập trung tổ chức, triển khai chương trình hành động hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Bộ trưởng nêu rõ, nghị quyết 01 trong đó thể hiện rất rõ những nhóm giải pháp và nhiệm vụ để thực hiện nghiêm chương trình hành động, cần tập trung vào các vấn đề như khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện, đặc biệt là đề cao trách nhiệm tiếp tục nghiên cứu, giả soát, đối chiếu thực hiện chủ trương của Đảng đối chiếu với thực tiễn cuộc sống để đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách hoặc hoàn thiện cơ chế chính sách mới tạo ra những đột phá cho từng lĩnh vực từng ngành rút kinh nghiệm trong cơ chế phối hợp những năm vừa qua tuy đã có rất nhiều nỗ lực của mỗi đơn vị cá nhân nhưng cần có sự phối hợp nhịp nhàng hơn nữa của các tổ chức đơn vị cá nhân Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương, lãnh đạo các tập đoàn, hiệp hội ngành hàng nhất trí với các quan điểm, mục tiêu cùng các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong chương trình hành động của Bộ Công Thương, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi chương trình hành động của ngành công thương, thực hiện nghị quyết 01 NQCP của chính phủ.